Mới đây, ông Dương Vi Khoa, trưởng đoàn eSports Việt Nam tại SEA Games 30 đã bất ngờ hé lộ những bộ môn thể thao điện tử sẽ góp mặt ở kỳ SEA Games được tổ chức tại Việt Nam. Trên trang cá nhân của mình, ông Dương Vi Khoa đã đăng tải dòng trạng thái WRAOVLOLPESSCML. Đây là tên viết tắt của 6 tựa game Wild Rift, Liên minh tốc chiến, Arena of Valor, Liên quân, League of Legends, Liên minh huyền thoại, PES, eFootball Pro Evolution Soccer, StarCraft 2, Mobile Legends, Bang Bang. Đáng chú ý nhất chính là sự xuất hiện của tốc chiến khi tựa game này mới chỉ được phát hành tại Việt Nam chưa đầy một tháng. Trong khi đó, các nước khác trong khu vực Đông Nam Á đã được trải nghiệm tốc chiến từ phiên bản Open Beta vào cuối tháng 10 năm 2020. Hiện tại, Việt Nam vẫn chưa có một đội chuyên nghiệp hay một giải đấu lớn nào dành cho bộ môn này. Ở những bộ môn còn lại, Việt Nam có cơ hội giành huy chương cao ở Liên quân, Liên minh huyền thoại, PES và StarCraft 2. Đặc biệt là với Liên quân và Liên minh huyền thoại, Việt Nam có thể tự tin giành huy chương vàng bởi Liên minh huyền thoại Việt Nam từ lâu đã tỏ ra vượt trội hơn so với các nước khác trong khu vực Đông Nam Á. Còn các đội Liên quân Việt Nam đã và đang có thành tích rất tốt tại đấu trường quốc tế. Trước đó, đã có thông tin cho rằng Dota 2, PES và Liên quân Mobile là 3 tựa game được đưa vào thi đấu tại SEA Games 31. Do đó, chúng ta vẫn phải chờ đợi danh sách chính thức của các bộ môn eSports tại SEA Games 2021 trong thời gian tới.